mấy em gà không đã bạn ơi, hai cậu cháu đi giăng lưới mà gặp mấy em gà này đã không bạn, thấy mê không? Con này 7-8 cái hả cậu? Này hả, con này ăn 7-8 cái rồi Chết con, đã không nào chạy được rồi. nè. Ừ. Hai cậu cháu tiếp tục đi giăng lưới nha các bạn. Không, các bạn theo dõi nha. Các bạn thấy hay cho một like và một subscribe đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Đồng ruộng lúa mênh mông. Ở đây ý cũng tôm tôm tôm. Tôm. Không thấy gì chân tiền. Bò xuống hay bò xuống. Lúc nước mặn thì người ta nuôi tôm sú hoặc là tôm thẻ, bây giờ mùa này mùa nước ngọt bạn ơi, ta trồng lúa hết rồi, xung quanh lúa không à. Rồi tới chỗ dân nè các bạn, giờ cậu Năm sẵn lưới ông xuống chỗ đây, cậu Năm xuống đây này, còn mình đi ra ngoài đây. Hôm nay mình dăng chút nữa mình vô giữa mình đùa đó các bạn ơi. Bữa nay có thêm cái lấy thêm cái thùng xốp này xong mình để lên cho dễ các bạn ơi. Cũng gài để lâu lâu chứ khó quá. Rồi xuống đây nha các bạn. Cái đường con cậu dính đường con bạn ơi, mới dằn dính đường con thấy có lý vậy đó. Giật lưới bạn ơi, giật pháo, giật pháo. Hắn giật à, giục hay vậy? Con nghe nè. Giục cái gì rồi? Tài ngớ giật phao giục rồi. Thiệt tình. Phục quá. Hôm nay nước còn nhiều quá các bạn ơi. Hơi bị thất bại rồi. Nước nhiều quá chứ trong trong kia nó xả cống nữa, xả cống nước chảy trôi lưới hết trơn, trôi hỏng chân hết rồi. Rồi quay qua cậu à, cà phê nha các bạn. Cà phê nha các bạn, cậu dầm vô màn hình thấy không? Rồi gọi cái bé rồi. Cái gì vậy? Cái đói. Đọc vô kẹt, tay vô không được. Đủ rồi. Trời ơi. Đọc tay vô không được. Đói chung vô kẹp vụt. Được không? Cái tay nhỏ xíu quá thọt, cái tay bự quá thọt vô kẹp nhỏ không? Cá bự không, nhỏ bỏ mẹ nữa.
cá cũng trọng nè cậu. Cậu bước bước vô đây con lấy cái tay con thu nó bụp cho nó bự bự ra xíu ha. Con lớn trong kẹp bụp nó vào chút xíu. Thọt bắt chắc. Trọng tôm nha các bạn. Đâu? Tôm nha các bạn. Tôm các bạn ơi. Có bắt được cá phê các bạn ơi. Quay được kỹ đơn à. Khó quay quá. Có việc bạn cảm nghe bắt dính mới quay cho các bạn xem không. Được rồi, quay đi. Quay đi. Chạy đâu chứ thỏ. Chạy đâu nè, cậu giờ đi khỏi thấy con không? Thấy không? Thấy. Đó, dễ chưa. Tôm cầm há luôn bạn ơi, tôm cần lửa luôn nha. Còn cá nâu nữa các bạn ơi, cá nâu thì xử lý sao đây? Tôm nha các bạn. Bây giờ mới đi khỏi cậu phán hả? Bây giờ đi nè. Ừ. Tôm. Cái nâu này tôm vô. Vô đó. Vô. Giờ con Năm cuốn tay ngoài đó con đem vô trong kia nha các bạn. Con Năm cuốn tay ngoài đó con đem vô trong kia dân các bạn ơi. Đem vô phía trong nó còn tay này tay ở đây thì mình để im đây. Thằng nó vô giữa mình mò mình quậy nữa. Quậy cho chạy ra hai bên đầu. Mới mồm này được bé tôm nữa các bạn, bé tôm nhỏ này. Còn không ai quay giờ không quay được cho các bạn coi, các bạn cảm nha các bạn ơi. Dính tôm càng này càng đã thấy mê không? Thấy mê càng không? Ôi tôm. Con à. Dính con. Dạ. Con nãy hả?
quá đã bạn, dính cái nâu bự nè. Ui dính cái mè dính bự các bạn ơi. Dính cái mè tổ chảng luôn kìa. Tôi nằm dính cái mè. Rồi. Chết mẹ. Bỏ được không? Tuốt dây đầu, tuốt dây vô, tuốt dây vô. Giờ mình lượm cuốn cái tay kia mình vào vô trong bạn ơi. Rồi. Con phi các bạn. Chuối hả? Rồi giờ hai cậu cháu cuốn lên về các bạn ơi. Và các bạn hãy chở ngay chút nữa về quay thành quả cho các bạn xem nha các bạn. Đang thò lù vậy à? Cảm ơn không ạ. Thành quả đi ăn lớn nãy giờ nghe các bạn. Thấy không mà nào? Quay thấy mặt nó luôn. Thấy mặt con luôn nó quay lên toàn luôn rồi quay lên xuống. Đó thấy nè, thấy chứ chưa thấy mặt ha. Thấy chưa? Rồi đó, thấy rồi đó. Thành quả nãy giờ ăn lớn nghe các bạn. Đó. Dính toàn mò không à. Đó. Thấy rồi đó. Ấy sảy đi hết con tôm càng bự ủ ghê luôn. Trời ơi, ta đi rồi cậu mày không cho, tao khoái gì mò không cho. Sâu. Sâu sâu với tao mò để tao mò à. Đó, thấy ổng khum nữa đó. Quay thấy năm thấy cá không? À mấy tôm bự vậy không rộng chứ không? Thấy cá vô không? Thấy cá không đâu? Thấy thấy cái thào chưa thấy cá. Có không? Có. Tôm. Hôm nay được mấy con vậy hả? Rồi thấy 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 rồi đó. Bạn ơi. Bữa nay đừng cá mà dinh nữa các bạn ơi. À. Đó thấy đó. Quá bèn luôn. Thấy được là đó. Mấy cá bì à. Bữa nay được tôm nhiêu tôm mà thất bại rồi. Thất bại năng này rồi bạn ơi. Đó thấy đó. Hôm nay được có nhiêu rồi. Trời ơi mấy tôm càng này mà sống bán tiền không?